cuối cùng mình cũng tìm được một con tiếp theo để đem về cho gia đình nhà nó nè mọi người. Đây, hôm nay mình tiếp tục ra ngoài cái bãi rác để tìm lại những con mèo còn lại nha. Đây mấy con mèo còn lại, nó mấy bữa nay mình có đi ngang qua đây, mình có nghe tiếng kêu, mẹ nó có hay chạy ra đây nè, cho nên mình cũng chạy ra đây mình xem. Này rồi, rác không, quá trời rác nha. Đó, mình nghe tiếng nó kêu. Bây giờ mình đã phát hiện được mục tiêu này, con này con thứ ba nha. Đấy, mình đã đưa mẹ con nó lại về lại với nhau nha. Đây mình đã thấy rồi nè. Nó kia kìa. Đấy, nó nằm ở trong đây. Đấy. Mèo, mèo. Thấy nó trong đây nó đói nha, mẹ nó chạy ra cho nó ăn, mình đi theo mẹ nó thấy nha. Đấy, con này nhìn cái màu sắc nó khác mấy con hôm bữa. Con hôm bữa là một con tam thể và một con màu nó xám tro nha. Con này nó vàng vàng hơn. Đấy, nhìn nó này mặt nó đẹp chưa. Tại nó ở trong mấy cái lùm cỏ mọi người. Ở đây mấy cái lùm cỏ này kia là mấy cái hang này kia nó trú ẩn. Đấy, mình sẽ đưa nó về nha nha. Mà nay mai thấy trời nó cũng chuyển mưa rồi. Trời nó chuyển mưa rồi cho nên bọn nó ở ngoài đây sẽ bị ướt. Bữa mình đưa hai con kia về nhà rồi. Chút nữa mình sẽ bắt cho ba mẹ con nó gặp nhau. Đấy, ở đây nè. Mấy cái này mọi người thấy nè. Cái toàn là bao rác không. Mấy đứa này mình phải nghe tiếng kêu nó hoặc là theo mẹ nó mình mới phát hiện được nha. Chứ bình thường đó là mình không biết. Đấy, rác không. Những cái lề đường này kia đó, lắm lúc mình phải theo mẹ nó hoặc là này kia mình mới phát hiện được. Ui. Cái gì vậy? Kiến. Kiến trắng, đây đây con. Trời, kiến. Kiến đâu ra nhiều chứ à. Ở hàng gì hồi nãy giờ nó bị kiến cắn nha. Nó bị kiến cắn cho nên nó mới la nha. Ôi, trời ơi, trời nó cắn đau chứ à. Đây, bắt về. Mấy con kiến ghê quá. Rồi cuối cùng mình cũng bắt nó ra khỏi đống kiến mà. Ở đâu ra mà chui vô ngay đống kiến lửa luôn. Mình sờ vô nó cắn mình te tua tay luôn nè. Nên nó cắn mình te tua tay luôn. Ở đâu ra có đống kiến lửa đó trong cái bãi này không biết. Rồi nó cắn là nhỏ ra tua luôn. Ôi ơi, la gì rồi, cái bụng đỏ hết trơn rồi. Rồi thôi đừng có la. Thôi cắn nhỏ đỏ hết trơn. Cái con này cái đuôi dài hơn nè. Đấy, đuôi dài hơn cái con hai con hôm bữa nha. Rồi cái bầy này mình đã bắt được ba con rồi á. Nó không biết nó còn con nào nó không biết nữa. Ở đây nó chạy vòng vòng, nhiều khi nó chui dưới mấy cái hang, mấy cái lỗ, mấy cái cống và mấy cái cống nước người ta bỏ hay là mấy cái cống khô người ta bỏ đó, nó chui ở dưới đó mình không thể biết được. Nếu mà nó cứ kêu thì mình biết nha, còn nó không kêu thì mình không biết được nha. Đây mọi người thấy nó rất là đẹp nha. Nó bị kiến cắn cho nên giờ này nó la nè. Cái con này đuôi nó dài, lông đuôi nó rất là đẹp nha. Là gì, để chút nữa về với mẹ nào. Nãy giờ bị kiến cắn quá chừng à. Tội lắm luôn, thơm cái. Kiến cắn nhiều quá. Thôi, ừ, để coi. Coi còn con sót, sót con kiến nào cắn không. Bây giờ sót con kiến nào cắn không. Ừ, để coi, sót con kiến nào cắn không đã. Ôi, da hồi nhỏ nó, con nhỏ nó mềm. Ôi, con này cũng mèo cái luôn, bầy này ba con mèo cái luôn nha. Bầy này ba con mèo cái luôn. Ừ. Kiến cắn quá đau. Có bữa có con nó bị kiến hoặc là con gì nó ấy chết luôn mọi người. Ừ. Ơi. Cái gì hả? Ôi, nhìn cưng lắm luôn. Thôi để về với mẹ nha. Ừ. Để về với mẹ nha. Ở đây là khu vực này toàn là cây cỏ với rác rưởi người ta dục á. Ở đây là cái khu mà tập kết rác. Rác này là rác tự do tự phát nha. Ở đây là dân người ta nhiều khi đem tới người ta dục, không ai hốt hết, nó nằm nguyên cái bãi. Thúi lắm luôn. Gì hả? Đây coi. Ổng gì à? Đây. Để xem cái coi rồi đem về nha. Đó, về gặp mẹ, mẹ cho bú. Về nhà có đồ ăn nữa nè. Mọi người thấy cái mặt nó rất là dễ thương nha.
Rồi, dễ cưng nha. Đây đây đây. Trời la gì nữa mà la. Ai biểu hai ngày trước nó nằm đâu không thấy. Màu lông con này đẹp ha. Màu lông khá đẹp luôn. Đi, sao? Cái coi kêu chập mẹ nó chạy ra không? Mẹ nó ở gần nhà mình chứ mẹ nó nghe mẹ nó chạy ra đó nha. Ở nhà mình cách cái chỗ này cũng vài trăm mét à. Mẹ nó cũng hay chạy ra chạy vô. Mà mẹ nó mình thả còn mấy con nó mình nhốt ở nhà. Để sợ con mẹ nó tha con nó kéo xung quanh cái hàng rào nó lên không được á, nó kéo lên thì tội đó. Mình sẽ nhốt lúc nào mẹ nó tới là mình mở ra cho mẹ con nó cho ăn với nhau nha. Cái gì hả? Ừ, biết rồi, kiến cắn đau cái gì? Ừ, kiến cắn đau đúng không? Rồi đứng này xíu đi. Để coi còn con nào không ta. Cái con này nó hôm nay nó bị kiến cắn đau quá cho nên nó mới la với bình thường. Mấy con kia là mình ra nó thấy nghe mà tiếng động á là nó im luôn nha. Chỉ cần nó nghe tiếng động của mình là nó im luôn chứ nó không có kêu lên. Cho nên lắm lúc mình không có biết được. Đâu để xem còn con nào không. La hoài. Bị kiến cắn ở đầu quá mà giờ này không biết làm sao hả. Hồi kiến cắn để hồi về có lỡ thì lấy thuốc sức thôi chứ sao giờ. Mình đứng nghe mình nhìn sao nó la dữ vậy. Ai ngờ nhìn xuống thấy một đống kiến nó bu qua dưới chân của nó, bu dưới bụng nó luôn nha. Ừ, đi 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 làm gì vậy? Thôi đi về về nhà nha. Con này là bằng với con mèo tam thể hôm bữa nè. Đấy, còn cái bầy cái con cục đuôi á nó khác bầy, sao mẹ nó cũng nuôi luôn không biết. Không biết khác bầy hay nó còi nó ròm không biết nữa. Nhưng mà mẹ nó cũng cho bú luôn nha. Cũng cho ăn luôn. Rồi bây giờ hết đau rồi nè. Hết đau hết la rồi đó. Hả? Sao hả? Đây đưa cái mặt cho mọi người xem cái coi. Đấy. Hết đau hết la rồi. Vuốt cái coi. Hả? Cưng ha. Đây đây qua tay bên này coi. Qua tay bên này coi. Vuốt cái coi. Làm gì bấu cái đau dữ hả? Hả? Đây vuốt. Ôi thay lông nè. Thôi đi về. Thôi đi về nha. Đi về đi về đi về. Đập tôi ấy với mẹ. Mấy bữa nay không biết mẹ nó có cho ăn không biết. Hay là nó đói mấy bữa nay không biết nữa. Đấy. Bọn này chứ nó khôn nó thông minh lắm nha. Nó chỉ thấy mình ra động đậy một cái là nó im re luôn á. Nó không có lên tiếng. Còn con này hôm nay mình ra đây nó bị kiến cắn nó mới la. Bình thường nó cũng không la. Nó trốn. Nó sẽ trốn nha. Đó. Thôi đi vô nha. Thôi mình sẽ đem nó vô và đem về trong nhà cho mẹ nó chăm sóc nha. Nhìn nó tội lắm luôn. Mình cũng bắt được ba con trở lại nha. Đây ba con nè. Đấy ba con mấy ngày này á. 3 ngày mình kiếm được bắt được ba con. Đây là có mèo tam thể nè. Đây có mèo tam thể nha. Còn có mèo này ngày hôm qua nè. Có mèo cục đuôi nè, màu xám nè. Còn con này mới nè. Đấy. Ba con. Bây giờ đem về đây là mẹ con nó quấn quýt bên nhau nè. Rất là vui nha. Nó về đây hết la rồi. Đây mẹ nó tới nè. Đó mẹ nó tới. Thôi tha đi nữa. Mau tha làm gì hả? Được rồi. Tha hoài à. Đó mẹ nó khoái tha con nó lắm nha. Ui đừng tha. Đấy. Tha tao. Đấy. Đó, chào ba đứa hả? Mình mới đem anh em nó về á. Mấy cái con bị kiến cắn đem về chung này mình thả nguyên một bầy ba đứa nè. Mà có mẹ nó thấy con nó cho nên mẹ nó ưng đem về ổ liền. Nhưng mà mình muốn để con nó ở đây á, mình chăm sóc cho nó một chút. Để mình xem bọn nó có bị như con hồi nãy bị kiến cắn ra sao. Và cái con mấy con này có bệnh tật gì không để mình kịp thời để cứu chữa đó. Ở nhà mình thuốc men lúc nào cũng đầy đủ. Cho nên đứa nào bị cái gì á, thì mình sẽ cứu chữa kịp thời. Đấy, con mèo này á, thì nó cũng giống như chó thôi, chữa trị cũng giống như nhau nha. Đây, mọi người thấy ba đứa ba màu khác nhau nha. Nhưng mà con mèo mẹ nó khoái tha với mèo con lắm nè. Đấy, cứ thả ra là nó tới là nó đòi tha. Nhưng mà mình không có cho nó tha. Để ở đây mình để xem đã. Đấy, anh em nó mới gặp nhau, đó nó lại tiếp tục rồi. Đó, nó sợ mình bắt con nó hay gì vậy.
cái ra nó đòi thà, để nó thà riết nó cũng quen á, nó thà ra rồi mình bắt vô lại. Còn hai con bé này rất là đẹp nha, hai con này hai màu khá khác nhau, không có giống nhau nha. Một con mèo nhỏ này nó là giống màu đen xám cho vậy đó, còn con kia màu đen đen vàng vàng, còn con kia nữa là màu tam thể, chứ con mèo mẹ mới tha màu tam thể nha. Rồi mọi người thấy mấy con này rất là đẹp. Cuối cùng hôm nay mình đã cứu được ba con, mà không biết còn con nào nó không biết, để ngày mai mình ra mình xem tiếp rồi mình tìm tiếp. Đấy, mình nó mẹ nó tha vô mình bắt ra đây để mình xem tình hình, rồi chút mình sẽ thử bắt vô trong cái chuồng của nó nha. Đây con mèo tam thể nó rất là đẹp mọi người, đây nhìn mặt nó nè. Đó, mấy ngày nay vì được chăm sóc kỹ lưỡng cho nên nó mập mạp hơn một chút. Còn cái bà ròm kia, đó bà ròm bò bên kia bớm lắm luôn. Đấy, bà nằm ở phía kia bà nó ốm, tại vì bà kén ăn cho nên bà ốm nha. Đây con mèo mẹ nè, nó đứng ở trên cái thùng nó nhìn xuống nè. Đấy, đấy mình cho nó ra, nó tập trung ở ngay cái chỗ này. Mình sợ nó đứng ở dưới đất nó đau, mình cho nó đứng trên cái thùng xốp này để cho nó đỡ đau chân, nhưng mà nó không chịu đứng yên nha. Và mẹ nó cũng không đứng yên luôn, để thôi mẹ nó làm gì tiếp theo đây. Đó, nó ra nó khoái tha lắm, nó tha vô cái thùng hồi nãy nó đứng, nó lại tiếp tục tha nè. Để qua bên này, để bên này hai bà ròm. Cái này cái phía sau của nhà mình nha, ở phía sau này chó mèo ở chung với nhau, nhưng mà mấy chó thì mình nhốt khu vực riêng, con mèo thì mình cũng nhốt khu vực riêng nha. Mình sợ mấy con chó nó giật con mèo cho nên mình không có nhốt chung, từ từ bọn nó quen thì mình mới nhốt chung nha. Thì mấy con chó nhà mình với mấy con mèo này nó mới quen nhau thôi, cho nên nó chưa thân thiện với nhau, cho nên mình chưa thả ra, sợ mấy con chó lớn nó làm nhiệt tình quá. Đây mọi người thấy à, bây giờ nó được ở trên nền xi măng rồi, nó được đi lui đi tới hả. Ở nhà mình xung quanh thì xi măng không à. Đấy con rò mà nhìn bả kén ăn, nhìn cái mặt bả coi, để mình quay cái mặt bả coi. Cái con vàng kia là mới bắt nha, con rò này nó bị cục đuôi á mọi người, nó bị cục cái đuôi á, không biết nó bị bẩm sinh từ nhỏ bị cục cái đuôi có khúc à. Còn con mèo vàng cái đuôi dài thấy không, rất là dài luôn nha. Đây mình quay rồi mọi người thấy không, đây con này nó bị cục đuôi nè, ốm nhất trong bầy, gọi là chắc kén ăn nhất trong bầy. Mấy bữa mình đưa xúc xích đưa sữa rồi cho nó bú nó cũng làm biếng lắm nha. Đấy mình cho ba anh em nó tập trung với nhau ở đây để cho nó làm quen chút, rồi mình sẽ cho nó vô ổ sau. Đấy nó cứ chạy tùm lum á nè, nó không đứng yên chỗ xíu nào á. Còn con mẹ thì nó cứ chạy vòng vòng xung quanh, nhìn nó cũng thiếu lắm. Đấy cuối cùng mẹ con nó cũng được tụ tập về đây nè, được chăm sóc rất là đặc biệt nha. Mình cho nó ăn kỹ càng hơn, cá thịt này kia, tất cả những gì mà những con chó con mèo kia ăn thì mấy đứa này nó đều được chăm sóc y chang vậy nha. Mình đây mình chăm sóc mình không có phân biệt đứa nào hết, chăm sóc gọi là bình đẳng, đứa nào cũng yêu như nhau hết. Mấy mèo con mọi người thấy có đáng yêu không? Mọi người thấy đáng yêu mọi người cho mấy bé một like nha. Đây cho mấy bé một like và kênh mình một like để kênh được phát triển tốt hơn mọi người. Nhìn bà ròm mà khoái bò lắm luôn nha. Cái con tam thể kia nhìn nó đẹp nè. Đấy mà mọi người thấy nó đẹp không? Nó cứ ra là mình bắt nó vô, ra mình bắt nó vô. Sợ nó bò ra xa quá con mẹ nó tha loa tha lại rồi cuối cùng chút nó lạc mất. Đây bà đen này nhìn cái mặt nè, ốm tông ốm teo. Cứ cho ăn không ăn đâu nha. Đó, cho ăn không ăn. Kiểu nó chưa quen với thức ăn của mình hay sao á. Mà đứng bà kiều tiếu. Còn con tam thể kìa mọi người thấy chắc nó lớn lên nó đẹp nha. Đó, nó cứ lưỡi. Để mình quay cho mọi người xem một chút. Rồi mình sẽ đem bọn nó vô trong ổ. Mấy con này được bầy này được ba con thì mình bắt được, còn nay mai mình sẽ tìm tiếp coi còn con nào.